Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày một số vấn đề lớn trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi. Về tổ chức chính quyền đô thị, trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan thống nhất tiếp thu chỉnh lý các quy định về mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Theo đó, phân quyền cho Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, quy định tiêu chí thành lập và quyết định việc thành lập tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, phân quyền trực tiếp cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất một số vấn đề cấp bách để bảo đảm tính kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Giao quyền chủ động cho Hội đồng nhân dân thành phố quyết định số lượng, tên gọi, phạm vi lĩnh vực phụ trách, số lượng thành viên các ban của Hội đồng nhân dân, đổi mới các quy định về số lượng các phó trưởng ban theo hướng bình quân không quá 2 phó trưởng ban trên một ban, bổ sung quy định ban có một bộ phận hoạt động chuyên trách để giải quyết các công việc thường xuyên trong thời gian ban không họp. Ngoài ra, bổ sung làm rõ các quy định về phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.